Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang, chuyên về dòng sale Chanel. Hôm nay nhà hàng Kiên Giang được chuyên có mấy anh trai đến từ đâu anh trai? Chợ Gạo, Sơn Đông Chợ Gạo. Chợ Gạo Tiền Giang mình ha. Dạ đúng rồi. Mình đến đây mình làm gì anh trai? À, một máy Fobit 211 nè. Biết thường tình trạng máy này sao? Chạy nóng nó kêu. Nóng nó kêu ha. Anh trai mình đến từ đâu luôn? Gì đó luôn đó. Mẹ hai cho con nè. Chung nhà luôn ha. Rồi bữa nay cũng được anh trai lại đây ủng hộ nhà Kiên Giang thì có đem cục máy lại thôi. Sáng đi chiếc 7 chỗ trở lại anh em. Có một anh ở Long Xuyên đó, anh trai cũng ngại không ra mặt nha. Thì em làm cái cục này thì anh trai có quay. Thì cái cục máy anh đem lại cục máy cho em gì đó. Thì mở ra cho anh em mình coi cái máy này làm cái gì nha. Xe này nó máy zin á, chỉ có nóng lên kêu thôi. Tháo coi tình trạng nó trong nó bị lỗi cái gì mà nó kêu gì. Máy này của anh trai thì mở ra làm máy lại hết. Xe này của anh trai nói chung là chở nặng đó. Đồ đạc này kia mình để mình sáng thì cũng có đỡ rồi. Thì cái xe nằm ở đó. Cái xe em cũng không quay biển số làm chi. Chúng em có quay lướt lướt sương sương thôi. Thì xe làm máy chung là cho anh em cũng vài triệu à. Cày bừa này kia ngon lành. Còn cục này thì để mở ra kiểm tra làm sao mà cho anh em mình nóng cho anh em mình coi luôn. Rồi cục máy trẻ được phân nửa rồi nè. Cái máy này máy zin. Chủ xe có báo em á là máy nóng lên mới kêu. Em kiểm tra thì hiện tại chưa có phát hiện ra cái gì mà để nó kêu nè. Em phải buộc phải trẻ luôn, lấy cái dên ra đặng em cảo coi bên trong có bị lỗi dên không. Mấy trường hợp mấy cái đời này chỉ lỗi dên mới kêu, nóng mới kêu thôi. Còn cái trường hợp bật đạn như dòng máy huyết mà nó bật đạn thì nóng nó chỉ xào thôi chứ nó không đến nổi được kêu. Cái ra bên trong tầng nước cốt bên này đồ dữ luôn nè. Đó. Em coi nè, cái bê tông mà chạy nó chưa mòn đó nè. Thứ gì chịu nổi không? Thứ này mà đem đi đục bỏ dán vớt lên cái này rồi giục bỏ luôn chứ chạy gì. Silen người ta chưa ấy nè. Chưa sọc chưa xước luôn nè. Cái máy này thì mình mở ra sẵn chiến mình bảo dưỡng gì zin luôn nghe nè. Chứ không có cần phải vớt bố dán bố sấy lồng ép dên gì cho nên trường hợp cái dên lỗi thì mình xử cái dên thôi. Nó đồ trong mở ra nó chung là vàng ché luôn. Rồi mình sẽ nhớ kỹ trong chủ xe sẽ nhớ kỹ. Dên thì anh em lắc ngang không giờ mình biết là cái dên lỗi hay không lỗi nghe nè. Tại trường hợp đó, nó mới kêu mới phát hiện ra. Nếu mà lắc mà tới cái dên mà biết nó lỗi luôn á là nó dữ lắm rồi. Cái đó là dạng mà hết siêu quách rồi nó mới kiểu đó. Anh ra buộc em phải mới trẻ máy. Phải như cái máy này đem lợ mà chạy chiếc xe lại đây á. Nghe tiếng máy cái là em biết có nên trẻ hay là không. Còn ở trường hợp này ôm cục máy là em không có biết được xác định bên trong nó kêu cái gì. Thì ra em phải trẻ ra. Trẻ ra nếu mà mình coi kiểm tra mà không có là mình vẫn gáp là bình thường. Anh em gáp xăng chơi lại là chạy bình thường không có gì hết trơn. Tại đây mình có máy cảo nhà hết chút xíu em sẽ cảo cho anh em coi cái dên. Này chủ xe đâu có biết người ta kêu cái máy là bên trong là kêu cái gì đâu, phải thợ thầy người ta mới biết được. Còn chủ xe chỉ chạy biết chạy nóng lên là kêu thôi. Tưởng đâu chiếc xe này mình chở nguyên chiếc xe Honda qua luôn chứ. Xe này chở nguyên chiếc xe Honda qua được không? Được. Đó có nó đi mua xe kia gỡ bánh trước này đút vô á. Vậy đó hả? Ờ mấy chiếc xe này mà tống nguyên chiếc xe Honda qua đây thấy cái này người ta hạ xuống. Mày cực lắm anh ơi. Cực lắm hả? Vô đây coi luôn nè, vô đây coi em cáo nè. Không bên chứ không có máy lấy búa đóng dữ lắm mới ra nổi cái hai quả đạn này á. Nó tổn cái dên lắm á, nó vô sân chơi là cực lắm. Em còn sáng nữa mà anh đủ ánh sáng cái này sáng mấy đó trong mình thì nó có gì đó. Hiện tại mình đang coi cốt đẹp nè, dên đẹp nữa nè. Mở ra tay trong em coi nè, nó bóng như chiếc giấy chó vậy. Thì trường hợp này không có kêu dên nghe anh em, nó kêu có gì rồi chứ không có kêu đến cái dên này. Thì cái dây này mình cảo vẫn ép lại bình thường nên chứ không có gì. Xăng chê lại là xong. Ắc ghế không có bể đạn mà không có sọc không phiết luôn nha. Dây này chú xe xài có khoảng chừng 100.000 cây nó bình thường nha. Quá đẹp nên nước cốt không đó. Này mà anh em mà cảo rồi đem đi ép cái này thôi, giục bỏ luôn chứ xài gì nữa. Rồi, giờ em sẽ cho bạn để mình ép cái dây này lại nha, không có dây này không làm nha. Mình chỉ thay cái mặt đạn thôi. Rồi thì cái khâu kiểm tra dây cho anh em xong thì bây giờ cái khâu bảo dưỡng mình bảo dưỡng cái gì cái xe này. Có gì đâu hả? Thì trước giờ em nhà Kiên Giang bảo dưỡng á, là em thường bảo dưỡng là thay bú lá nè. Bú lá này thời gian là anh em phải thay nha. Thay cái bú lá thôi, cái lá sắt này mình giữ lại nha, không cần phải thay nha. Đó là một. Hai, đến em thay cái bộ bạc cho em nha.
bạc rút vô ra mình phải thay nha. Thay là nó chịch dấu là nó ra khối đó. Nguyên một dàn đạn máy, là mình thay hết đi. Cốt tải này kia, cái xe này không có gì phải bàn đâu em. Cái xe nó yếu là chủ xe chạy yếu rồi, nó nóng lên nó kêu cò thôi, không có gì. Cái này mình chỉ cần siết cò, chỉnh cò là xong nha. Nếu như thay giờ mặt đạn là máy đừng cho nó ấm lại. Ngon cho nó không có kêu tạch tạch. Rồi bây giờ em sẽ cho máy để mình gáp vô nữa là xong anh em. Cái máy bảo dưỡng thì làm nhiều thôi chứ không có cần phải làm tùm lum tùm la. Rồi máy để mình bây giờ gáp xong anh em ơi. Đó, giờ chủ xe ôm được cái cục máy không, giờ mình phải bắt lên cái khung gì nè. Làm rồi mình còn test nữa. Em nghe tiếng máy, ghim là nghe nè. Máy ghim tiếng nồi chả rõ ràng, ngon lành. Chút nữa là cái xe này đẩy lên cái xe 7 chỗ đó. Đó, cho chủ xe chở gì luôn à, khỏi gỡ ra. Xe này không có chức năng, không có đề nghe nè. Máy không có gì bàn anh em, chỉ nghe tiếng bét tạch tạch chứ tiếng nồi chả cọc cọc. Tiếng bô nổ bịch bịch bịch. Rồi bây giờ cho mấy anh đệ mình nó hạ xuống thảy lên xe là tiễn chủ xe về. Chiếc neo hồi nãy thì có ông anh nó lông xiên. Cũng ngại thì em không có quay luôn, cho anh về rồi, xe nắng về sớm. Cái xe này tại thứ hai hơi trễ, còn những anh em gỡ lên cho em đó thì em chống là em sẽ bữa liền nha. Thì mấy chiếc xe này không gọi em hẹn trước nay rồi cũng cả tuần hết trơn rồi, nghe em giải quyết cho anh em lợi cho nó hết rồi cái đi. Những anh em gỡ lại cho em đó thì cũng chậm chậm cho em vài hôm để em chống em làm liền cho. Lên tiễn khách gì luôn quay số xe là bấm số xe là Tiền Giang qua rồi. Tiền Giang qua này kia quá nè mày chơi đó, làm xong là bắt lên xe luôn à. Anh em nào có 7 chỗ vô đường em được nha. Cái này nguyên chiếc xe là phải mất mở cái bánh đầu ra hả? Mở bánh đầu ra bỏ vô. Anh em nào có nguyên chiếc xe lên 7 chỗ cũng được, phải mở bánh đầu nha. Chủ xe có chở thử một chiếc rồi đó, mở bánh đầu ra nhét vô là vô à. Cái này chạy nó có văng ăn sao không? Không nó y luôn. Đừng cho lộn con mèo, cái lộn mèo gãy cái họng ra này cái ăn. Ủa, hết luôn á. Quay xuôi lại. Cái này có mở máy lạnh cho cục máy nữa hả? Mở cho máy nó rồi. Bụi để nó nóng. Con lạnh để nó về bắt lên máy đi rồi, rồi chạy rồi báo. Cái này ở Tiền Giang qua nghe nè. Lấy thằng hai con dảnh mày. Còn không có gách thì mới mốt có ấy đem qua đây đặng gắn xe kia, gắn cái xe mà cái nồi cái gì mà liên tục vậy đó. Cọc cọc không có ngừng á. Cái nồi mà cọc cọc không ngừng á, cái nồi này người ta cọc cọc không ngừng. Còn hoặc là qua đây thay luôn cái nồi thái. 28 triệu 10 cái. Đây chính hãng Honda đàng hoàng. Rồi, về luôn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Về nếu ổn mới qua nữa. Còn hẹn ngày nữa. Rồi. Cảm ơn nhiều luôn nha. Rồi. Để tôi dọn xe. Rồi em ơi, bữa nay em đánh hai kèo thôi. Thì còn thời gian em còn mắc giao xe cho khách nữa. Em còn giao chiếc Fit này về Hậu Giang nữa. Với mấy chiếc anh em gửi lại cho em nè, em cũng nhận xe rồi hết trơn nè. Thì cứ báo cáo cho anh em lắm nha, em cũng nhận xe rồi đó, là tới chỗ hạ cánh an toàn hết trơn đó. Đây chiếc chứ đây hai chiếc. Có một chiếc 84 nữa.
để em sẽ sắp xếp lịch là lịch trống là em sẽ làm trống cho anh em liền nha. Tại xe nó dồn quá em cũng không có lãnh nhiều được. Đội nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều clip kế tiếp nha anh em. Bye anh em, chào anh em.